Cũng là như một làng ngài. Kìa mọi người, vải sớm nó chín rồi kìa. Này dân cư nó thưa thớt. Đường này thì đường nhựa to nhưng mà ít người đi lại. Ruộng đường như này chuột cắn có chết hết không? Toàn là ván móc thôi. Đấy, trước mặt kia mọi người kia là một xưởng ván móc tương đối là to. Đấy. Còn bên này là kho của họ. Lúa thì đã